Nhắc đến bún riêu vịt là nhắc đến quận 8, nơi xuất hiện món ăn đặc biệt này đã hơn 40 năm. Thực khách quanh khu vực bến xe quận 8 không lạ gì quán bún riêu lòng, ruột vịt đối diện số 944 Tạ Quang Bửu có tuổi đời trên dưới 20 năm. Đây là quán bún riêu vịt gần như duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với nước dùng ngọt thơm từ thịt vịt, đồ ăn chấm với mắm gừng, hành tím đặc trưng. Mỗi ngày, chỉ trong 3 tiếng, quán bán hết hàng trăm bộ lòng, ruột vịt thắt bím béo ngậy, không nặng mùi. Nguồn gốc thì anh không có biết, nhưng mà ở đây nó có khoảng 40 năm nay ở cái khu này rồi. Hơn 40 năm nay cỡ cái khu này là đã có rồi. Thì dịch nó có lòng thì ở đây đa phần với lại nhà có lò. Bán lấy hàng nhà nó có lò. Nhà anh làm khoảng 10 kg ruột với lại cuốn mề nữa chắc cũng cỡ gần 20 kg đồ á. Thì là lòng là có ruột luôn á, hoặc cái chén ruột ăn thêm, này nọ kia đồ á, mề ăn thêm, mỗi cái ăn thêm thêm cái này cái kia vậy đó. Sở thích chú khách ăn thêm gì mình bán đấy. Bún huyết là 15 ngàn, còn chỉ ăn cái bún thịt, bún hay lòng gì đó là 25 ngàn. Bên cạnh ruột, lòng, tiệm còn bán thêm giò, đầu cổ và nạc vịt để thực khách thuận tiện đổi món. Chủ quán chia sẻ, lò vịt sẽ chỉ bán cho mình lòng thô. Từ 3 giờ chiều, hai vợ chồng phải sơ chế, làm sạch lòng, ruột vịt đến tối. Đây chính là công đoạn cực nhất vì lòng vịt rất nặng mùi. Sau khi rửa sạch, ruột vịt sẽ được chà muối hột, cạo sạch phía trong. Sau đó rửa kỹ lại rồi mới thắt bím. Thắt bím cũng rất công phu, cắt bím phải chặt, không bị lỏng để khi thực khách ăn mới cảm nhận được độ giòn, độ béo đặc trưng của ruột. Thì chiều 3 giờ mấy 3 giờ là anh đi lấy đồ, anh làm tới 5-6 giờ chiều. Đó, làm cái phần đó, phần ruột rồi á, bèo cũng mề rồi đó. Làm mấy cái phần đó. Còn giờ bán về nhà làm gì đó, giờ xong mướn ta tái dịch lại. Thì cái đó anh chỉa xong bắt đầu anh mới chà muối xong rồi bắt đầu anh mới thắt lại. Thắt lại anh mới luộc. Anh thì một cái cộng cứ nói đuôi thắt hoài vậy đó. Cộng ruột cái nói đuôi thắt, thắt thì nào hết thôi. Lâu lắm rồi. Cũng đi bữa này ruột. Đây làm rất là sạch sẽ mà không? Khá bình dân. Ăn thường xuyên rất nhiều lần rồi. Đây nói chung bún riêu thì nấu cũng giống như người ta, như đặc biệt cái vịt mới ăn đó có độ dai. Thứ hai nữa là nước chấm. Rất đặc biệt là nước chấm rất là ngon.